Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Mình là Bi. Hôm nay mình muốn mang tới cho các tín đồ yêu công nghệ và sự tiện lợi một mẫu loa Multiroom. Thì mọi người đọc phần tiêu đề thì chắc chắn mọi người cũng biết em nó là ai rồi. Trước mặt mọi người đây là em Audio Pro G10, là một phiên bản đặc biệt của mẫu loa Multiroom A10, được thiết kế với định hướng là một mẫu loa thông minh, âm thanh cao cấp và đồng thời hai người sử dụng cùng lúc và sử dụng trên cái gì mọi người biết không? Được hỗ trợ bởi Google Home và AirPlay. Đầu tiên thì mình xin nói về thẩm mỹ của em nó trước. Đập vào mắt của mình, em nó mang một màu xám chuột khá là bắt mắt. Bên ngoài em nó được mọc một màng lưới khá là mềm và dễ chịu. Ở trên của em nó thì có các nút với các tính năng và các chức năng của em nó. Đầu tiên thì đây là nút nguồn, nút play và stop nhạc, nút tăng giảm âm lượng, nút chuyển bài trước hoặc chuyển bài sau. Còn ở dưới đây là nút trợ lý ảo nhận diện giọng nói, kế bên là nút mút giọng nói khi mà các bạn không muốn loa nghe nhầm giọng nói của mình và làm theo nữa. Đây là nút Bluetooth, còn đây là nút chuyển chế độ khi các bạn muốn chuyển chế độ từ Wi-Fi sang Bluetooth hoặc AUX rồi chuyển về lại Wi-Fi nè. Thì ngoài ra về phần mông, về phần đít, về phần bên dưới, về phần dưới này của em nói nè mọi người, thì em nó được bọc một cái vòng chống trượt khá là chắc chắn, êm ái, để cho mọi người trong quá trình hoạt động, để trên bàn hay bất cứ đâu thì nó sẽ không bị xê dịch đi. Audio Pro G10 được thiết kế với kiểu khối âm thanh hình trụ mạnh mẽ, với chiều cao của nó là 19cm, chiều rộng là 14cm và chiều sâu là 14cm. Thì kích thước của loa giúp loa dễ dàng đặt các vị trí xung quanh nhà hoặc các vị trí nhỏ khác nhau. Điểm nổi bật phải kể đến ở đây đó là kiểu thiết kế loa cực kỳ thông minh. Ở đây nó có một cái đường ray mà các bạn có thể sử dụng để treo trên trần, trên tường hay là bất cứ đâu mà có thể bố trí tiện lợi với không gian trong nhà của bạn nhất và đẹp mắt nhất. Thì ngoài về mặt thẩm mỹ, mình xin nói về mặt công suất của chiếc loa. Chiếc loa được kết cấu mạnh mẽ bởi hai hệ thống củ loa, một woofer 3 in và một tweeter 1.25 in, kết hợp bộ khuếch đại Class D công suất 52W cho âm thanh mạnh mẽ tái tạo hoàn toàn, toàn diện với các giải âm thanh mang lại âm trầm tốt, sâu, âm trung cao, rõ ràng và chi tiết. Chiếc loa này cũng được trang bị thêm bộ tản nhiệt thụ động kép giúp tái tạo âm trầm hoàn hảo và ổn định. Audio Pro G10 được kết nối bằng Bluetooth 4.2 cho âm, nó có khả năng kết nối không dây hoàn hảo và ổn định tới bán kính tận 10m. Và đồng thời em nó còn hỗ trợ cho các bạn kết nối bằng Wi-Fi, Google Home, AirPlay hay Spotify Connect v.v. Thậm chí các bạn còn có thể kết nối với em nó bằng cổng AUX 3.5. Có thể nói chiếc loa này hoàn toàn có khả năng cung cấp và đáp ứng cho nhu cầu càng ngày càng tăng của khách hàng tín đồ mê công nghệ hiện nay. Khả năng thích ứng của nó với Google Home và AirPlay. Với tính năng này, G10 có thể tạo ra hệ thống đa phòng với tất cả các loa Google Cast khác. Các bạn chỉ việc sử dụng nó trên Google Home, các bạn có thể nghe nhạc ở tất cả mọi căn phòng ở trong nhà của bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để sử dụng em nó ở trên Google Home. Đầu tiên thì mọi người cần khởi động em nó trước. Và trên máy của mình thì mình phải cần đăng nhập vào Wi-Fi của ngôi nhà của mình nha. Rồi, sau đó mọi người vào cho mình app Google Home. Khi mọi người vào app Google Home, mọi người bấm vào dấu cộng ở bên này. Sau đó bấm vào thiết lập thiết bị. Mọi người tiếp theo là mọi người bấm vào thiết bị mới. Tại đây mình đã tạo nhà riêng cho mình rồi, là nhà Thiên Vũ. Mình sẽ bấm vào Thiên Vũ và mình bấm tiếp. Rồi, bây giờ là đã tìm thấy em Audio Pro G10 rồi. Thì mình chỉ có việc là bấm tiếp theo. Đó, thì nó sẽ hỏi các bạn rằng là bạn có nghe thấy âm thanh này không. Thì các bạn phải check ở trên loa rằng nó sẽ có một cái tiếng để báo hiệu rằng âm thanh đã được phát ra loa. Thì nếu như mọi người đã nghe rồi, mọi người hãy bấm vào nút có. Bây giờ mình sẽ đặt thiết bị này ở đâu? Ví dụ như mình đặt ở gác mái đi, hay phòng tắm đi. Phòng tắm. Wi-Fi nhà mình là gì? Và Wi-Fi máy mình đang vào là gì? Đó là Thiên Vũ Audio. Thì mình sẽ bấm tiếp theo. Quá trình kết nối của mọi người đã xong. Này, Voice 1 hay Voice 2 thì tùy mình. Mọi người có thể chọn Voice nào mà mình cảm thấy dễ nghe nhất. Theo mình thì là Voice 2. Rồi tiếp theo và tiếp theo thôi. Google Home sẽ hỏi mọi người rằng bạn có muốn phát nhạc hay không, thì mọi người sẽ bấm là có nha. Rồi sắp hoàn tất, thì bước này mọi người chỉ việc bấm tiếp theo để hoàn tất thôi.
phòng tắm đã sẵn sàng, tiếp tục. Rồi, như thế này. I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Khi mà mọi người thấy trên Google Home app được xuất hiện những cái này thì có nghĩa là mọi người đã thiết lập thành công rồi. Bây giờ mọi người chỉ việc kết thúc thiết lập và nghe nhạc thôi. Thì để nghe nhạc trên Spotify, mọi người cần phải liên kết Spotify qua Google Home. Chọn thiết bị. Thì ở đây mình thấy thiết bị phòng tắm. Ok, mình sẽ chọn. Và bây giờ chỉ việc nghe thôi, nó đã được kết nối thành công. Mọi người có thể vào đây để mọi người chỉnh âm lượng nè. Đây là các vòng để chỉnh âm lượng. Hoặc mọi người thấy nút ba sọc ở đây, mọi người có bấm vào, hãy bấm vào để chỉnh được các âm trầm, âm bass, hoặc là âm bổng, là âm chép, tùy theo ý thích của mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người cái chức năng trợ lý ảo nhận diện giọng nói của em nó nha. Bây giờ mình nghe nhạc đang mở nhưng mà nhạc này nó hơi nhỏ, mình muốn volume nó to lên. Thì mình sẽ bấm vào nút thu âm của em nó. Volume up to 6. Đã to lên rồi. Volume up to 7. Volume up to 7. Bây giờ mình muốn dừng bài nhạc này lại. Stop the song. Bây giờ bài nhạc đã được dừng lại. Theo mình nghĩ rằng nhận diện giọng nói của em nó test khá là ok. Tổng quan, theo mình thấy em nó là một chiếc loa với thiết kế nhỏ gọn, xinh đẹp. Và về chất âm thì mình thấy nó thích hợp với các dòng nhạc background, nhạc nền, nhạc melody, guitar or piano. Em nó là một dòng loa thương mại thích hợp để ở các quán cà phê nè, quán trà đạo hay spa. Mọi người cứ nghĩ tới việc mà đang nằm được các bạn nhân viên massage mặt mà mình còn nghe nhạc du dương bên tai, nghe cũng thật là chill ha. Ngoài ra em nó theo mình thấy còn thích hợp với các bạn yêu công nghệ. Mọi người có thể dọc nó thoải mái trên Google Home hoặc là AirPlay. Loa Audio Pro G10 hiện đang được bán với giá niêm yết là 8.660.000 tại Thiên Vũ Audio, số 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Mọi người có thể gọi hotline để được tư vấn trực tiếp, hoặc muốn biết thêm chi tiết, mua online thì mọi người có thể bấm vào phần website mình để ở phần description nhé. Đến đây thì thời lượng clip cũng đã hết rồi. Mình mong là mọi người vừa có một trải nghiệm xem clip thú vị. Xin chúc mọi người một ngày vui vẻ và tốt lành. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Thiên Vũ Audio và nhấn nút cái chuông để đón chờ các clip review khác của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.